rơi đầy đường. Quê tôi trai gái vui trong lòng, cất tiếng hát chúc mừng đôi tình nhân bên nhau cho đến ngày đầu bạc đầu. Vui kia thăm mãi bên dàn trầu, mai sau đôi lửa chung nhịp cầu. Cầu đưa em qua bên sông, nhịp cầu đưa em qua phố đông, gặp người yêu bao năm ước mong để uyên ương đẹp đôi vợ chồng. Theo anh về phố chợ thênh thang, trên con đường nắng đổ chang chang, gió miên man theo từng bước chân nàng. Đám cưới về trên thành đô, hôm nay trông chú rể thật là hiền, trao bông tai nhận cưới dây chuyền vàng, cô dâu xinh xắn bên họ hàng. Đám cưới về trên đường quê, cô dâu đôi má hồng về nhà chồng, tung bay sáng pháo rơi đầy đường. Quê tôi trai gái vui trong lòng, cất tiếng hát chúc mừng đôi tình nhân bên nhau cho đến ngày đầu bạc đầu. Vui kia thăm mãi bên dàn trầu, mai sau đôi lửa chung nhịp cầu. Cầu đưa em qua bên sông, nhịp cầu đưa em qua phố đông, gặp người yêu bao năm ước mong để uyên ương đẹp đôi vợ chồng. Theo anh về phố chợ thênh thang, trên con đường nắng đổ chang chang, gió miên man theo từng bước chân nàng. Đám cưới về trên thành đô, hôm nay trông chú rể thật là hiền, trao bông tai nhận cưới dây chuyền vàng, cô dâu xinh xắn bên họ hàng. Dập dình nhạc vui quá vui, tiệc cưới mừng uyên ương sánh đôi, lễ ra mắt tay trong tay, chiếc nhẫn xinh kết duyên đôi mình.
nồng nào ta uống say. Một ly nữa chúc cho duyên tình mãi xanh tươi, suốt cuộc đời vẫn bên nhau như cầu với chầu. Dập sình nhạc vui quá vui, tiệc cưới mừng uyên ương sánh đôi, lễ ra mắt tay trong tay, chiếc nhẫn xinh kết duyên đôi mình. Cả hai họ đều tươi như hoa, thật rộn ràng là bao câu ca, lời ca chúc chúc cho hai người phúc trăm năm, thắm duyên nồng mãi bên nhau, cháu con đầy đàn. Rộn tiếng cười người vui quá vui, rượu thơm nồng nào ta uống say. Một ly nữa chúc cho duyên tình mãi xanh tươi, suốt cuộc đời vẫn bên nhau như cầu với chầu. Là sẽ bên nhau trọn đời, chẳng bao giờ lết xa.
xa nhau dù cho bao đổi thay, cho ngày sẽ trôi qua em đêm và tiếng cười sẽ theo ta từng ngày. Ngày lại trôi mau chỉ còn lại chúng ta yêu riêng nhau vượt qua dòng tố.
tôi đại diện cho bên Hoàng Nhật Trai, quê Hà Lan. Tất nhiên là đứng về phía gia đình thì là cháu đi lại đây, thế thì hiểu cháu vào đây thì một lần là tức là Hoàng Nhật Trai thì chúng ta lắm được. Thế cũng xuất phát từ điểm tức là các cháu khôn lớn thì các cháu tìm hiểu nhau. Thế thì khi quyết định cái sự thành công của các cháu đã cái mùi thì các cháu có cái nhiệm vụ báo cáo với gia đình, hai gia đình thông cảm cho phép. Thế thì hai gia đình đã gặp gỡ và bàn bạc nhau thống nhất trên cơ sở ngày hôm nay là ngày quyết định. Chúng tôi có lễ ra báo cáo với gia đình xin lễ báo cáo với gia đình như thế. Thế còn cái nội dung thứ hai tiếp theo, cái thứ hai nữa là chúng tôi có một cái lễ xin dâu, nhưng mà ý của chúng tôi là sau ăn hỏi xong đã, đến giờ xuất phát thì chúng tôi có cái lễ xin dâu, tức là xin dâu xong là chúng tôi ra xe về. Đấy là báo cáo là về cái nội dung về giờ như thế. Thế còn cái xin dâu khi xuất phát về là chúng tôi cũng xem xét cái giờ thôi thì ta cứ theo kết cục. Trăm năm chọn ngày, ngày chọn tháng chọn giờ, cái hạnh phúc trăm năm của các cháu. Vì vậy và do đó cho nên là chúng tôi quyết định tức là đón cháu vào cái lúc tức là 1 giờ kém, tức là tốt nhất vào khoảng 1 giờ kém 20. Tôi xin cháu, xin ông bà, gia đình người ta thế này, cháu về để báo cáo với lại các cụ các vị cái nội dung của tinh thần. Chúng tôi thì được mọi nhà trai mặc dù cái đường xá xa xôi mà thời tiết rét mức như thế, rất là có đã ra đây ngỏ lời và cái món quà để ăn hỏi như thế, thì tôi thay mặt gia đình nhà gái là xin nhận, và tôi cũng xin giới thiệu cho bên mọi nhà trai nắm được là đây là ấy đây là bà của cháu, đây là bà nội của cháu Linh này, thế còn đây là bà ngoại cháu Linh này, còn đây cũng là bà của cháu Linh này, thế còn kia là các bác của cháu Linh đấy. Xin báo cáo giới thiệu và cũng có một số đông đủ là các chú các bác, bây giờ các chú các bác ra buổi trường cũng nhiều rồi đấy, để giới thiệu lắm đấy. Thế vào vì cái tình hình, cái khoảng cách như vậy và vì cái thời gian như thế cho nên là như nghe bên đại diện nhà trai người trình bày, bên nhà gái tôi là xin đón nhận như vậy, xin chấp nhận. Thì cũng bên nhà gái tôi đã chuẩn bị cũng xin mời sau khi chúng ta lễ ăn hỏi xong thì mời các cụ, các ông, các bà bên nhà trai cùng ra hội trường ở gần đây thôi, ăn bữa cơm xong thì hãng lên đường và rồi thì hãng phải xin dâu để lên đường về, thì cũng là đến cái giờ ăn như mà đấy. Xin báo cáo với đại bên nhà trai. Nhìn em qua tấm gương, ta đã gặp nhau bối rối thật lâu. Đêm nay dường như những ánh mắt muốn đi kiếm tìm nhau. Anh muốn nói với em những điều thật lớn lao, sẽ luôn ở đây nơi tim anh, tình yêu bất tận. Phút giây anh nghẹn lời vì biết em yêu anh, và anh sẽ là người đàn ông của đời em. Anh đã mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ. Đèn vàng anh nhớ em.
mơ mỗi sáng tỉnh giấc, mắt anh kiếm tìm, tay anh lắng nghe, môi anh cất tiếng gọi, và vòng tay anh rộng mở đón em. Sẽ luôn ở đây nơi tim anh, tình yêu bất tận. Phút giây anh nghẹn lời vì biết em yêu anh, và anh sẽ là người đàn ông của đời em. Anh đã mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ. Tôi muốn nói ngày mai đêm không ai lẽ mơ,
trước mắt ta làm những ngày vui. Người yêu em, anh luôn nói ngày nào có tình yêu lứa đôi thì em ơi, em nên nhớ phải sẻ chia cùng cho đời. Quên đi, đừng tiếc nuối những tháng năm không có ngày vui. Người yêu ơi, anh muốn nói cùng đây không riêng chỉ khổ đau, mà ngay trong từng hơi thở nói yêu thương không ngớt tuôn trào. Từng ngày qua tôi đã thấy đời mình từ pha không tiếng tay. Mộng mơ theo nhau đốt cháy, những phút giây không có ngày mai. Rồi một hôm tôi chợt nhớ, từ bao năm mình đã ngủ say. Cuộc đời hôm nay lên tim đánh thức tôi qua dấm đè dài. Em biết bao vòng tay thân ái, em dịu như tình yêu trong sáng. Cuộc đời thấy ngày càng dễ thương, tình người thấy càng chiều mến hơn. Cuộc sống này đã qua đêm dài, bao trái tim thiết tha ngồi lại cùng đến chờ chung tim người. Bản thân ơi, tôi muốn nói ngày mai đây không ngang lẽ lời. Chẳng còn cô đơn hay bóng tối, trước mắt ta là những ngày vui. Người yêu ơi, anh muốn nói ngày nào còn tình yêu lứa đôi thì em ơi, em nên nhớ phải sẻ chia hạnh phúc cho đời. Thì em ơi, em nên nhớ phải sẻ chia phúc cho đời. Cũng được sự cho phép của bên gia đình, thế cái việc mà tiến hành cái lễ hỏi của nhà cha chúng tôi đã thực hiện xong. Bây giờ đến bây giờ phút là chúng tôi được xin phép, tức là gái được đón cháu về để là về phòng để cái lễ thành hôn trong năm hạnh phúc của cháu. Thế cũng qua đây là xin phép gửi lời thăm sức khỏe đến gia đình và cũng có lời mời gia đình, tức là tôi thu xếp mừng vì hạnh phúc của các cháu, đưa cháu về nơi tức là trong năm thứ hai thăm quê hương năm này. Vâng, tôi là anh ơi đô thành ở đây em sống không. Sống vui hơn về đây mình có nhau luôn chẳng bao giờ buồn. Không ai thương mình bằng tim hai đứa đâu anh, không ai cho bằng tình yêu em có cho anh. Về đây mình sống như tim một con đường trắng trưng, nguyên một căn nhà bé xinh xinh một khu vườn tình. Em là dâu ngày cưới còn anh là chú rể, mời em đi theo anh, em đi em theo anh về. Anh là mây người hướng còn em là trăng là vương, anh đi nơi đâu anh đi nơi đâu là em ở đó. Nơi nào yên mình tới và nơi nào thơ mộng nhất, anh đưa em đi, anh đưa em đi, anh đưa em lại. Chim còn bay về núi thì ta tìm nơi hạnh phúc, em đi theo anh, em theo anh về làm dâu nhà anh.
mình đang rộng lớn thênh thang, dọc ngang một cõi mênh mang cùng trên mọi làng. Thương cho con tàu cùng chung với kiếp sân ga, sinh ra trong đời làm thân đương đất đi xa. Tàu đi tàu bỏ sân ga, tàu đi tàu vẫn đi xa, tàu đi tàu đến quê ta để ta về nhà. Vườn cau thơm ngát hương hoa hơi em theo.
Vâng, kính thưa quý vị đại biểu, thưa toàn thể xin đôi thân mến, rất là bao năm tháng đợi ngày chờ, tình yêu đẹp nhất bây giờ là đây. Và đến hôm nay, chúng em ban tổ chức thay mặt chủ nhân của gia đình được công bố giờ hôn lễ bắt đầu. Đội của anh là thuyền đặc biệt bất ngờ, thuyền rất với các buồm lộng gió, lâm thuyền về sôi động để mọi người hát ca. Và để mở đầu cho chương trình trang âm nhạc tình yêu, mừng một sự kiện thành công đại của hai bên gia đình chúng tôi, cũng như mừng hạnh phúc trăm năm cho hai bạn trẻ. Vâng, chúc các ban tổ chức xin kính chuyển đến tất cả quý vị đại biểu cũng như toàn thể xuyên đôi chúng ta một ca khúc rất chân tình. Vâng, một ca khúc mang tựa đề là Quan họ quê tôi. Xin mời tất cả quý vị đại biểu cũng như toàn thể xuyên đôi chúng ta cùng thưởng thức và hãy dành cho cô dâu chú rể những tràng pháo tay thật là nhiệt liệt đây. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn. Rất là khó khăn, cho nên chúng tôi là đưa cháu về đến đây cũng là hoàn thành nhiệm vụ.
coi như là cũng đúng lúc rồi ăn cầu với gia đình và sợ nhau giáo dục cho gia đình, chúng tôi coi như xin phép thời gian rất ngắn để xin phép để bình luận cả lại coi như là thế này. Cảm ơn sự đón tiếp của mọi nhà trai đã dành cho chúng tôi và rất chân thành cảm ơn. Chúc các quý vị đại biểu khai hội coi như là an khang thịnh vượng. Cuộc sống như tôi.
tình nghèo hai đứa ước mơ chỉ bấy nhiêu thôi. Ta mơ một mái nhà tranh, ta mơ một túp lều tình, để mình đẹp mãi với em và anh, để mình đẹp mãi dưới túp lều xinh.